Thái luật người ta cũng ghi ví dụ như là vũ
khi sợ bệnh thì phế thì đi cái thứ bệnh của phế thì thường nó biểu hiện ra là chứng khí ho. Rồi do những cái nguyên nhân ví dụ như là ngoại tạng xâm nhập hoặc là mất năng tạng phụ, thì ngày xưa người ta cũng ghi nhận rất là nhiều loại ho tùy theo cái ngoại nhân. Thường cái màu mà màu xám này thì đều xám, thì thường những cái slide này không có chỉ là tham khảo thôi. Các bạn thấy những cái slide màu xanh đó, thì thường chúng ta học. Thì ngày xưa người ta cũng mô tả ra 10 loại ho, thì phong khái, hàn khái, chỉ khái, đờm khái, huyết khái. Thì các tác giả cũ xưa thì người ta cũng nói là bệnh đa phần là nằm ở phế. Và về chuyên tĩnh nhạc thì họ chia phong cứ chia ra là ngoại cảm khái thấu và nội tương khái thấu, thì đây là cũng chính là cái điểm chuẩn chính của cái cách điểm chuẩn chính của chứng khái thấu này. Để chúng ta phân biệt với lại áo suyễn, thì lát nữa cái bài chúng ta sẽ học về bài áo suyễn. Áo suyễn nó tình trạng là khò khè, khó thở chứ không phải là ho. Và ví dụ như tình trạng khác, ví dụ một số cái khá giống như ho như phế chứa, nó cũng gây ra ho, nhưng mà cái biểu hiện của nó phải kèm theo là căng và căng tức ngực. Và phế chứa, những cái chứng này các bạn có thể học ở những cái cuốn sách tham khảo mà nó dạy, hoặc là những cái cuốn mà chúng ta ở Việt Nam cũng có. Các bạn nào có cuốn chứng trạng học cuốn truyền đó, chứng trạng chứng hậu đó, ở Việt Nam mình có cái cuốn đó, cái bộ đó, thì chúng ta sẽ mô tả những cái chứng mà nó hơi lạ hơn tí so với lại cuốn chúng ta đang học. Thì có cái chứng phế chứa với lao là ngoài ho thì chúng ta sẽ có đàm lượng máu, rồi bệnh nhân có sốt về chiều, độ hơi độn với lao, gầy sút. Rồi phế nham thì bệnh nhân thường lớn tuổi ha, những cái biểu hiện của nham trứng thì hiện tại khá giống với lại cái bệnh ung thư của hiện tại ha. Còn cái từ ung thư của y học cổ truyền thì nó lại không phải là mang cái nghĩa là mình đi ác tính của y học hiện đại, các bạn. Ung thư của y học cổ truyền nó mang cái nghĩa là những cái u nhọn hay là áp xe gì đó. Thì nguyên nhân chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ chia ra cho cái ông chị trọng cảnh đó, các bạn đã được cũng sẽ biện luận và đi lâm sàng, nó sẽ cố gắng chúng ta biện luận triệu chứng. Cái này là cái yếu điểm của nó. Thứ nhất là biện luận, chúng ta nghĩ là nhận nhau ngoài cảm hay là nội thương. Thì ngoài cảm chúng ta sẽ có các cái tà, trong đó thì phong tà là nhiều, phong tà là chủ yếu. Rồi nội thương thì các bạn sẽ thấy là có bệnh tại phế hoặc là do bệnh khác, của tạng khác gây tạng phế. Thì phong thì thường nó kết hợp với lại phong hàn, phong thấp, rồi phong nhiệt, phong tám, chúng ta sẽ học một số bệnh cảnh. Thì nội thương ví dụ như là phế chúng ta ví dụ như là các cái ngoại tà này nó tổn thương phế, và lâu ngày cái phế khí nó mất điện đạm và nó tổn thương phế khí luôn, thì hoặc là cái phế thông nó bị hư ha, thì phế khí nó cũng bị kéo theo, thì bệnh nhân cũng sẽ có biểu hiện là ho. Những cái biểu hiện của ho đó là ho nội thương hay không nội thương, và bệnh nhân ho đang kéo dài. Nó khác cái bệnh cảnh của ngoại cảm thì ta sẽ có cái biểu hiện của ngoại nhân ha. Rồi ví dụ như là một số cái tạng khác gây ho, ví dụ như là trong đông y cũng có mô tả, nhưng nó hơi đặc trưng của đông y mình. Ví dụ như là can thì tính của nó tính là tính điều đạm, và thường nó sẽ không có phạm vào phế. Cái can khí nó chỉ là sơ tiết thôi chứ không phải là nó gây tích thức phế ha. Thì khi mà cái tình trí, thường là những cái tình trí mà liên quan đến tức giận, thì bệnh nhân sẽ có cái khí hút, nó làm cái khí của can nó vượng lên và nó phạm vào phế ha, thường nhận nó phạm vào phế. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là chúng ta có ăn uống liên quan đến ẩm thực, thì ăn uống sinh ra đài một cái thể tạng, mà ví dụ như là bệnh tái đi tái lại hoài mà cơ thể mà các bạn thấy bệnh nhân có cái đàm nhiều quá, thì mình sẽ coi lại sẽ cái ở đông y mình xếp vô cái là do đàm, thì nó có liên quan đến tinh quỷ hay thì nó có liên quan đến ba tạng. Thứ nhất là phế, tỳ, thận, thân, thì coi lại xem ví dụ như là nó có liên quan đến tạng tỳ không. Rồi trong y mình cũng mô tả ví dụ như là phong lao quá độ thì nó tổn thương cái khí chính khí, thì nó cũng gây ra tình trạng là ho hay không thấy dài, hoặc là do bản thân bệnh nhân có cái thiên tiên bất túc. Thì bệnh ho cái khai thống này á, thì mình chủ yếu là phế và liên quan đến ba tạng. Các bạn thấy ho
thì ngoại cảm thì nãy là tủ các cái đục tà đục chân ảnh hưởng lên phế và là tổn thương cái tính năng cái công năng phế chủ khí nên khí nó thường nhập gây ho. Rồi tình trí nãy nói là can hỏa ẩm thực thì hoặc là cái tỳ nó hư sinh đạm thấp hoặc là bản thân cái người đó cái tỳ nó thực nó cũng sinh ra đạm, thì cái đạm đó lâu ngày nó kết hợp với lại những cái khác ví dụ là cái nhiệt của bệnh nhân sinh ra đạm hỏa thì nó kết hợp với bệnh cảnh. Rồi này bệnh cảnh tiếp theo là ví dụ như là cái phế hư hoặc là phế nó kết hợp với lại cái đạm khác nó hư nó sinh ra cái bệnh cảnh là tụ khái hay gọi là khái thấu nội thương. Thì đây là một số các hội chứng bệnh của khái thấu, để các bạn nhớ nhé, chứ từ bây giờ mình đổi lại là cái chứng, ví dụ như là khái thấu mình gọi là chứng, còn các cái bệnh cảnh của mình thì mình gọi là hội chứng bệnh cảnh, ngày xưa mình gọi là bệnh cảnh. Thì tôi sẽ học một số cái mà điển hình thôi, ví dụ như phong hàn tập phế, rồi cho nguyên nhân phong hàn, phong gì, rồi thứ hai là phong gì, thứ ba là phong táo. Còn bộ tư khái thấu thì chúng ta sẽ học một số cái bệnh cảnh, ví dụ như thực trên bệnh thư, chúng ta sẽ có đạm thấp, đạm gì, cái này cộng nha, can hỏa nha. Rồi phế âm, bệnh cảnh của phế âm và phế khí hư. Thì đây là tám cái bệnh cảnh, không biết trong sách chúng ta đã bao nhiêu cái bệnh cảnh nào. Đầy đủ tám bệnh cảnh. Thì cái này chỉ là một số cái ví dụ như là các bạn đọc cái cuốn mà nãy nó cũng dày, sẽ có bệnh cảnh là tám vị phương phế đó nè. 10 cái được. Còn hai cái nào chưa có. Táo nhiệt đúng không? Táo nhiệt cái này không? Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ thấy mà sau này là đi học cổ truyền á, cái chúng ta học nhiều cái chứng khác, ví dụ như là chứng các bạn học các bài qua chẳng hạn, chứng hoàng tản hay chứng cổ trướng đi, mà mốt các bạn ra lần sàn thì qua các bạn cũng tìm khó chua. Thì ban đầu nó sẽ đánh vô cái kinh nghiệm
thì hoặc là và giống như cái phần biểu của phế cho nên các biểu hiện là ho ho và tràn tích và hơi thở. Cái tiếng của nó thì đây là triệu chứng, là cái tiếng nó to, tiếng ho nó lớn. Và thường khi mà cái bệnh nhân chúng ta thấy khi gặp nặng người ta sẽ ho nhiều hơn. Ngoài ra những biểu hiện của tổn thương cái tiếng nặng của đặc phế thì nó kèm theo kẹt mũi, kẹt mũi lời hứa hả. Còn những cái khác ví dụ như là do phong tàn đánh vô, ví dụ như đánh vào phần trên, đánh vào chân thái dương thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là đau đầu, đau sợ mũi, rồi sợ lạnh, rồi biểu hiện của ngoại tàn phát nhiệt, cái này là ngoại cảm phát nhiệt, có nhiệt nhẹ, sợ lạnh, khổ phong, khổ hàn. Và có thể là bệnh nhân nếu mà chứng kiến bệnh nhân còn mạnh đó, thì tài khí đánh nhau thì cái biểu lý cái thấu lý chỗ đó nó bị thiết tại ha, mình nó không có ra mồ hôi, tâm lý mình dễ như vậy, còn nó hư đó, nó sẽ ra mồ hôi như từ đầu luôn. Các bạn thấy cái bệnh này rất là nhiều đúng không? Đảm bảo chúng ta ở đây hai bệnh lần rồi còn hàng hoặc phế thì các bạn sẽ thấy mình cái tiếng ho của mình nó rất là to. Và ho nhớ là các bạn thường là nó là ho khan hoặc nó tràn. Thì ở đây cái tiếng không có nè, tiếng của anh mở anh có sự việc cái tiếng mà tiếng không có. Cái này đi học thêm không phải không thi ở cơ chế.
rồi công việc phạm thuế, công việc phạm thuế khi đó các bạn thấy là cái đà bây giờ bắt đầu nó sẽ có biểu hiện tín nhiệm trong đó, và bệnh nhân có tình trạng sốt cao hơn ha, có tình trạng của tín nhiệm hơn, ví dụ như là hậm sưng to. Rồi cái đàm thì các bạn nghe cái tiếng đàm thì nó sẽ có tiếng ho, nó sẽ có đàm và đàm rồi. Các bạn ho mà không có đàm, các bạn không giả được đâu. Ho có đàm có tiếng nó rất là đúng, các bạn nghe là các bạn biết liền. Thì đàm các bạn sẽ thấy cái tình trạng ở dưới mình có việc bạn có cái màu á, bạn thấy hả? Thì đầu tiên mình nó hơi chậm, các bạn thấy bệnh nhân ta ho ra, ta hạt ra đàm thì sáng chắc chắn. Và sau đó các bạn sẽ thấy nó vàng vàng dần dần ha. Rồi do cái thì đồng nguyên mình gọi là cái đàm vàng này, bạn nhớ có nhiệt xạ ở trong rồi, và càng ngày cái nhiệt này nó càng không tốt hơn dịch, khiến cái thân dịch của phế nó hư hao ra, thì cái đàm càng ngày càng đặc mà tốt hàng. Còn cái số 5 là cái gì, thấy huyết ha, tức là cái nhiệt nó bứt phế luôn, cái nhiệt nó bứt, cái nhiệt nó bứt huyết luôn rồi thì bệnh nhân sẽ ho ra máu ha. Thì các bạn nhớ là những cái bệnh cảnh của phong hàn phong nhiệt đi nữa thì nó là bệnh cảnh ngắn ngày, bởi vì ít ra cũng khoảng cỡ tuần hay một tháng trở lại chứ không có dài nhiều. Rồi những tiến cấp thời gian rất là ngắn và có biểu hiện của ngoại tà ha, thì đi lâm sàng các bạn cố gắng các bạn khai thác cho triệu chứng, chứ không phải là một cái biểu hiện mà như ho ho cả năm này sẽ không khác ho hoài. Ho bình thường thì tê phát thì nó không phải là bệnh cảnh của ngoại tà, ngoại cảm khác khẩu hết rồi. Tiếp với cái tiếng chuẩn bị cuối cùng thì nó trở nên cái này, cái đầu dây nó bắt đầu thắt em trên mai nó trở lại. Đã đưa bài khai thấu cái bài xuyên suốt gì đó, bài tháo sĩ tiếng tháo sĩ chắc cũng hơi khó để học, chúng ta có cái tiếng con táo dưỡng phế thì nãy anh nói đó, cái táo thì có thể là do từ đầu cái táo đó, nó tàn mạnh hoặc là do cái nhiệt nó sinh ra, nó làm tố tự dịch nó sinh ra cái nội táo, thì cái bệnh cảnh mà đàm là nhiệt táo á, trong cái chúng ta biết thì là do cái nhiệt nó không tố tự dịch nó sinh ra cái nội táo. Còn đây là phong táo thì tôi gặp từ thời giờ từ mùa thu, bệnh nhân ho họng khô nướng ho ha, thì bệnh nhân thường là ho khan đàm kích hoặc là đàm khó khăn. Rồi ngoài ra thì những cái biểu hiện khác của táo ví dụ như là tiểu ít, tiêu phân bón hả, và nó cũng nằm trên bệnh cảnh của ngoại tà. Thì cái thời kỳ của mùa thu á, ở Việt Nam mình thì Việt Nam thì các bạn trả cá nhân cũng mùa thu luôn, còn các bạn có nằm đi một cái nước phía trên ví dụ như là Hà Nội thì cũng có nhiều chỗ, thì các bạn đi lên phía Bắc thì tiếp được các bạn cái dạng mùa thu khác hẳn so với lại mùa hè. Mùa hè đang nóng kinh khủng vậy đó, nhưng mà nó khá giống với lại cái thời tiết của Sài Gòn mà khoảng cách đây gần một tháng á. Buổi trưa thì rất là nóng ha, buổi thu buổi trưa nó rất là nóng, buổi tối nó lại rất là lạnh và nó khô quéo quá, và nó dễ thì chúng ta biến là cái thời tiết như vậy cũng dễ bị cảm ngoài tà. Thì ở phía ngoài ở các nước phía Bắc á thì thường là giữa tháng 7 ha, giữa tháng 8 cộng giữa tháng 8 đến giữa tháng 3 thì giữa tháng 9, đó là khoảng một mùa thu. Rồi tiếp theo là nội thương gái thấu, thì đây là một bệnh cảnh thường là do tình thương. Thì cái ứng dụng như là các bệnh lý của ngoại tà nó ứng dụng tổn thương của phế và phế lâu ngày nó mất, và cái bệnh nhân cứ bị tái đi tái lại. Thì cái biểu hiện của nó là ví dụ như là ho khạc đàm, ho khạc đàm, đàm thấp bụng phế hoặc ho khạc đàm, đàm đường. Cái này là cái hình mà các bạn có thể đi các bạn thấy. Trên đây nè, trên đây là cái ho đang đàm đường ha. Còn cái dưới nó khác nha các bạn. Cái này là gì? Tại chúng ta có học không? Cái gì? Cái gì mà? Đây là khoa đàm mũ mà. Học ra bệnh tống mũ. Cái lao, cái u nha. Còn ở trên chúng ta ho khạc đàm nhiều hơn. Đàm cái đàm trắng của nhớ. Rất là khó, rất là nhiều, dễ khạc. Cho một cái bệnh nhân mà thường nó sẽ có bệnh cảnh của cái tương chứng, ví dụ như bệnh nhân có cái tỳ hư ha, rồi cảnh thường một cái đền sinh ra thường là sinh ra thấp. Còn cái dưới chúng ta là ho khạc đàm mũ, các bạn đàm mũ các bạn thấy nó sẽ thấp đàm lớp,
thiết sau khi mà bệnh nhân ho hạt đàm trong cái đống phủ thì dịch lên nó sẽ có một cái hang cối phổi mũi thì mới có cái hang 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 phủ vô là hang hát xe. Thường cái đàm ở đây thì thường nó có hôi nhiều các bạn, còn cái đàm dưới mũi nặng lắm, phải đi gia đình các bạn sẽ bắt được. Cố gắng kiếm thì lao đối với gia đình không thiếu, ngày nào có lao. Cảm tiếp theo là can đa nhiệt ha, thì nguy hiểm của nó thì ho thì cái nhiệt cái sắc của nó là sắc vàng, còn bệnh cảnh xấu thì hai bệnh cảnh này thì bài học thôi, còn mà trên sàn thì không có gì. Can hiếm hoặc phế là do mình chi phí thuốc á, thì nguy hiểm đó là ho thì chúng ta tức liên quan đến vị trí khi mà chúng ta tức chúng ta quy ra cái mô tả. Tiếp theo là phế âm. Trong trường hợp mà nội tôi cái thấu chúng ta có tình trạng phế âm thì chúng ta nhớ là khi bệnh cảnh ngoài ho khan, cái âm nó hư bệnh nhân sẽ ho khan. Rồi đây là nội tôi cái thấu thì bệnh cảnh kéo dài ha, bệnh cảnh kèm theo ví dụ như là âm hư bệnh nhân cố. Các bạn thấy những ca này trên thì khá giống với những cái người mà bị một là bị đau, hai là bị đau một lâu ngày, hay là bị bây giờ chúng ta ước bán cái gì em? Tại gì? Ông tư hỏi nè, đi ông sàng các bạn cứ hỏi bệnh nhân mà ho, nhưng mà bệnh nhân kẹt theo bệnh nhân có ho càng đàm ra máu nha, và sốt về chiều, rồi sụn cân, quan trọng nhất là sụn cân thì các bạn phải nghĩ được rằng là cái này nó phải có do cái nguyên nhân gì đó. Thường ví dụ như các nguy hiểm đông y mình sẽ xếp triệu chứng âm hư, còn phía tây y thì các bạn phải nghĩ rằng nó phải có một cái đằng sau. Ví dụ như là một nhân có cái viêm gì đó hoặc là lao, thường là những cái mà ho cũng tây y cũng tương tự thôi. Các bạn hỏi ví dụ như mình mới ho cả tháng nay thì nó phát bệnh nhân đó là tôi ho cả 6 tháng nay rồi mà tôi không phát sinh gì, tôi không hỏi các bạn. Các bạn cũng phải nghĩ là còn lao ở đó. Thứ nhất là bệnh nhân có kèm theo sốt về chiều và sụn cân. Lao mà thì phát sinh đúng không, giờ nó hết chưa? Rồi ví dụ như bệnh cảnh gì nữa. Các bạn từ từ các bạn mới năm 2 mà. Bởi vì anh cũng biết kể sao những bệnh cảnh trên năm 3 mà, bởi vì các bạn cũng chưa đi lâm sàng nhiều thì mình sẽ đi nhiều, mình sẽ bắt được cái bệnh cảnh ha. Mình sau bắt đầu lâm sàng, con đây đi lâm sàng chưa? Đi nổi chưa? Có một tổ đi đã đi qua một chỗ nào, thấy đi lâm sàng nào? Do tay à? Cái năm 3 với năm 2, năm 3, năm 4 quan trọng các bạn. Năm 3 là chúng ta đi triệu chứng tây y và triệu chứng của đông y thì các bạn sẽ học làm sao để bắt càng nhiều triệu chứng càng tốt. Các bạn thấy triệu chứng gì mà nó không giống người bình thường các bạn cứ hỏi thầy cô, thầy cô em nghĩ đó là bạn phải không, thầy cô sẽ xác nhận được. Nên nó muốn nó sẽ học được bệnh. Ví dụ như là chúng ta có bệnh, chúng ta có triệu chứng là ho, và chúng ta có bệnh cảnh là bị rối loạn hệ mãn tính, tôi sẽ nhờ thầy cô xác nhận lại như hạn vậy. Thì chúng ta sẽ học được nhiều bệnh cảnh chứ chưa cần phải sâu đâu. Thì đó là mục tiêu của chính của năm 3 và năm 4. Và chúng ta là bác sĩ đông y kết hợp với các bạn, chúng ta là bác sĩ và chuyên khoa là chúng ta đi học viện, chúng ta mới biết được toàn bộ những bệnh cảnh chúng ta đi trước đã, chúng ta mới biết được chúng ta so sánh lại học viện chứ phải lúc nào chúng ta cũng học sao động được cái học viện không. Bệnh nhân xài thuốc mấy ngày đi 4 năm đi, bệnh nhân xài thuốc điều trị tăng huyết áp, bệnh nhân biết tác dụng của cái thuốc đó gây ho. Thế là bệnh nhân thấy là bố của hồn được bị dụng dạng ho của dòng bệnh viện. Khi đó nó sẽ đơn giản là bây giờ cái chứng của tâm lý khác đơn giản là vậy. Các bạn dùng chứng tâm lý áp nào gây ho, tác dụng phụ của chứng tâm lý áp gây ho. Mình phải đi ba trả lời một thời gian chắc cho ta lớp ra. Thôi cãi từ từ sẽ biết, không cần phải biết chuyện. Thì đó chính là lý do nên phải học cả đây y và đông y. Thầy ngày xưa đông y người ta không có khái niệm về các cái thuốc y học hiện đại cũng như là các cái dụng cụ học hiện đại ha,
các bạn cứ học đi, học từ từ thì chúng ta sẽ kết hợp cả hai bên, năm ba, năm ba, năm bốn, năm năm sáu chưa đủ đâu. Ra trường làm bác sĩ là chúng ta sẽ nghiệm lại những cái bệnh chúng ta điều trị, chúng ta sẽ biết được cái bệnh đó, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được. Chứ còn giờ thì dù các bạn chỗ các bạn học nhiều quá dồn luôn, ta chỉ nhớ mà tạm thời ta chỉ nhớ. Tiếp theo là phế khí, các bạn sẽ thấy là phế khí chúng ta sẽ biểu hiện là tiếng hư ha. Tiếng hư ví dụ như là tiếng ho thì nó sẽ là tiếng ho nhỏ yếu. Các bạn về nhà mà thấy những người mà ông bà già còn ho lâu lâu có ho có tiếng và kèm theo cái biểu hiện của đặc trưng của tiếng hư là lát chúng ta sẽ học là ấu thủy thanh và đại khí. Rồi cái khí hư này là cái biểu hiện mạng tính của người ta, thì cái khí hư nó sẽ làm theo cái không khí của mình nó suy giảm, thì thường sẽ kèm theo cái bệnh cảm của mình sẽ bị nhiễm cái ngoài da, cái gì cũng bệnh cảm cứ đợt bệnh nhân bị nhiễm ngoài da người ta. Và nhìn sao các bạn sẽ nói cho mình nên có biểu hiện gì của tiếng hư không? Thật tại em mô tả cho mình nên đấy là sao? Chúng ta học năm 2 thì chúng ta học cái đầu tiên của tháng đầu tiên mình sẽ lại gì? Phỏng chẩn á, đầu là đầu tiên là gì? Phỏng thần ha. Các bạn sẽ đi từ từ, các bạn đi làm lâm sàng, các bạn sẽ có một cảm giác lâm sàng. Tức là vô chúng ta cảm thấy là nếu mà các bạn đi đi qua lão với học gia đình, thường các bạn sẽ không khám được nhiều bệnh nhân giả khai được cái gì đâu. Thường chúng ta sẽ nhìn cái biểu hiện của bệnh nhân thôi. Nhưng này bệnh hiện cái phổ của bạn thần nó có được hay còn thần đúng không? Nhưng mà sao thần nó không có linh hoạt, khí của bệnh nhân nó có cái thần khí của bệnh nhân nó không được bình thường. Bệnh nhân này có ung thư không? Không không có ha. Thường hoàn toàn bệnh nhân này cũng không rõ lắm. Ung thư thường của bệnh nhân là tổn thương cái thể cái hình nên cái sự là ố hoàn toàn bệnh nhân sụn sâu ha. Còn bệnh nhân này vẫn còn mỏng, bệnh nhân rất là từ từ ha bạn. Vậy thôi các bạn đi mà mấy người già thấy là công việc mình làm việc đa phần là người già thôi, nhưng mà đặc trưng của các bạn cũng đi qua lão của bệnh gia đình người già là siêu già, già siêu yếu. Các bạn vô các bạn đừng có hỏi thôi, ta đục cái đục oxy suy hấp. Làm đi làm đó thì anh làm có lại và tại chính tôi biết mình cảm thấy mình giống như là giờ tao thấp xuống nghĩa ra giờ tao lại thấp xuống cái chập thử bạn nội tao thấp á nhé nhất nhé. Rồi thì chúng ta sẽ có biệt lập một số cái, chúng ta sẽ qua phần biệt lập chúng ta thì đã coi lại slide chúng ta tháo xuyển thì áo là xuyển chúng ta bắt đầu có coi được thì bạn nào có biết được tiếng áo thì biết được tiếng áo sao áo là sao đúng rồi ha. Các bạn có một số bạn nói đúng là tiếng thở mà có tiếng ha, thở mà nó có tiếng. Các bạn thở sao cho ra tiếng nữa rồi. Có bạn nào thở thử ra thở ra tiếng nữa rồi. Tại vì cái máy nó không có mở được tiếng, bởi vậy chắc anh đưa cái slide vậy các bạn chụp nghe. Thì cái tiếng tháo xuyển thì đồng nguyên mình mô tả là cái tiếng thở mà nó có âm thanh. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ có hai kỳ khô và hấp. À, thì cái tiếng ở đâu đi mình chỉ nói là cái tiếng thôi, nó có cái tiếng thôi thì mình cũng không biết được là cái tiếng là do cái gì hít vào hay cái gì thở ra. Thì cái gì hít vào, các bạn nào làm được cái tiếng không, nào làm được cái tiếng mà hít vào nó ra tiếng được không? À, đúng rồi ha. Các bạn đang làm gì vậy, các bạn biết không? Các bạn đang co thắt cái cơ ha, co thắt cái cơ gì ta, thanh môn á. Các bạn làm nhẹ cho nó làm ra, các bạn ra được cái tiếng không? Thì các bạn thấy nó sẽ tổn thương ở đâu các bạn? Ở họng ha, thanh dưới quản, hôm gặp ở đâu các bạn? Bên
bé, đúng rồi, giỏi. Đi bốn ha, mà nó đang ngồi chơi mà các bạn thấy nó cứ vậy là sao? Đây, lý là đáng, nó sao? Nó hít sạc, nó đang cầm xung quanh nó coi có cái lục vào gì không, nó hít ra, nó tắt ngay cái chỗ này nè. Nó cố gắng hít vô á, bởi vậy nó mới ra cái tiếng đó. Nè, và nó thổi rất là nhanh nè các bạn. Còn mình còn em bé, ở nhà có ai có em bé không? Các bạn thấy nó bị hen, bị xuyển á, thì các bạn thấy nó làm sao? Nó khó thở thì nào vậy? Tạo ra cái tiếng gì nào? Thì sao thì nào? Ở nhà có em bé, các bạn thấy mà nó bị xuyển nha. Xuyển tức là trên người nó có mề đay, có chà. Cái cơ điện nó hay bị ứng á, là nó làm phim luôn cái cơ, cái quản á. Thì nó cũng ra tạo ra cái tiếng rất là khác. So với lại là cái tiếng như cái quản ha. Thì chứng của tay em gọi là tiếng tiếng quản. Còn cái tiếng con hè là tiếng là sao? Hay không? Tiếng con hè còn gọi là tiếng con hè á. Còn gọi là tiếng con hè á, các bạn biết không? Mẹ nó gọi là con hè á. Được. Đại áo mà em cũng không biết nói gì. Thì thở ra hả bạn? Thì thở ra thì thường nó sẽ tắc nghẽn những cái đường biến phế quản ở bên trong ngực bên ta. Thường nó sẽ không nghe được ở cổ đâu. Mà là chúng ta sẽ thấy các em bé nó ngồi nó ngủ, nó vẫn ngủ như bình thường. Hay là bình thường cái tiếng nó phát ra ở ngực của nó nè. Các bạn thấy nó ngồi nó gồng lên hoặc là các bạn thấy nó ngồi nó thở. Cái tiếng nó âm nhạc hả bạn? Tiếng nó âm nhạc mà nó thật bị thở ra. Chứ không phải là hít vào hả? Thì các bạn cố gắng những cái slide nó chuẩn bị nó tiếng nhưng mà cuối cùng này nó không có thở được. Không có chơi hả? Mà tiếng nó có âm sắc, nó lên xuống thì nó gọi là hò kè. Thì các bạn phải cố gắng là không bị được nó nguy mình đó. Nó gọi cho mình chung cái chứng là chung tháo đó các bạn, không phát ra mình thân. Còn xuyển là sao? Xuyển tức là bệnh nhân khó thở, các bạn cứng cứng với lại khó thở cứ lấy đi. Là biểu hiện của bệnh nhân có cái biểu hiện của sử dụng các cơ hô hấp phụ ha. Ví dụ như bệnh nhân thở nhanh, biểu hiện của bệnh nhân khó là thở nhanh. Bệnh nhân sử dụng những cái cơ hô hấp phụ, ví dụ như bệnh nhân cúi môi thở, là bệnh nhân gồng ha, bệnh nhân lấy cái mũi chúng ta thở ha, thì đó là xuyển, nói chung là áo xuyển. Thì đó cũng là do thông cơ của cổ phế tiếng, của phế. Đây về nhà nó được đó. Anh không biết là anh có thể mở cho bạn nghe không, chứ còn cái này là cái tiếng tháo trứng nè. Ở đây không có hỏi được cái tiếng cho các bạn nghe này, cái tiếng nó rõ. Còn triệu chứng ha, triệu chứng là các bạn sẽ thấy bệnh nhân khó thở ha, như thế thì khó thở các bạn theo mô tả đi rồi. Thở sao vậy? Đúng rồi, người ta phải gồng cái bụng của người ta để thở đó các bạn, gồng cái bụng của người ta để thở. Thường các bạn thở các bạn bây giờ các bạn sử dụng cái cơ thẳng của bạn để thở, cho nên hấp trừ nào các bạn đi bị gồng thì khí các bạn tập trung vô. Đa phần chúng ta sử dụng các cơ tự lý.
hay là suy chứng ha. Và nhìn thấy bệnh nhân vậy là biết người ta khó thở ha, và phải kiểm tra cái tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân liền. Anh nói gì thì i4 i3 mà các bạn học thì các bạn cảm thấy nó vui vui lắm, mà đi làm lâm sàng rồi các bạn nhảy cái bài đó. Thì học hiện tại các bạn vẫn là vui ha, các bạn cứ thấy triệu chứng gì các bạn thấy nó mới, mà mới từ phổ thông lên mình cảm thấy cái gì nó lạ, các bạn cũng chưa hình dung được thật sâu nó là bệnh gì và điều trị như thế nào và diễn tiến nó như thế nào, các bạn chỉ mới có tiếp cận với sản phẩm thôi. Các bạn có thấy là bệnh nhân này khi mà các bạn làm lâu rồi các bạn thấy như sao? Hôm nay không thở cái gì các bạn? Các bạn thở oxy đúng không? Mà các bạn học skill chưa ta? Skill mà kêu qua thở oxy chưa? Như cái này lớp cải tiến thì không được học sao? Và con thấy là cái mask oxy của ông không? Hay là cái mask bình thường? Mask này là mask bình thường nặng rồi. Các bạn học triệu chứng của tay chưa ta? Học triệu chứng của tay chưa? Là năm nay hay năm ngoái? Hôm nay luôn không? Triệu chứng ví dụ như bạn học tiếp cận khó thở, bạn học chưa? Học rồi luôn hả? Đây học chưa học rồi đâu đúng không? Học tiếp cận học rồi chưa ta? Cơ sở chưa học rồi đúng không? Ví dụ như là bệnh suy tim, bệnh viêm phổi, học chưa? Tăng huyết áp. Anh không biết tại vì cái chương trình của em là chương trình mới thì đi lâm sàng các bạn. Thì tại vì bố anh đang đi với anh thì anh thấy nó khổ. Thì nguyên nhân khó thở các bạn sẽ từ từ các bạn thấy mình sẽ làm quen với nhiều dạng bệnh tim. Thì các bạn sẽ thấy mỗi kiểu khó thở khác nhau. Ví dụ như là các bạn nào bị hen đó, các bạn sẽ thấy là cái biểu hen của mình nó giống như là nắng mưa thất thường lắm. Lâu lâu tự nhiên cái nó chả có một cái vấn đề gì đó mà đối với cái người ta là vấn đề, người ta phải ta tiếp xúc với một cái gì đó thì nó sẽ gây đây có à 23 rồi thôi, cái này nếu mà có gì vậy thì bài hôm sau ta sẽ học tiếp, giả thi hôm nay lên ta sẽ bắt tiếp tục. Oh shit.